Rồi, xin chào các bạn ha. Nay quay một cái mẫu gà mới của tháng giữa tháng 5 tới tháng 6 đây, năm 2023 cho các bạn xem ha. Hôm nay mình lề về cái mẫu này là cái mẫu con gà đang đứng bình thường. Đấy, để ra một con riêng cho các bạn xem này. Thì mình vẫn nói lại là con này là chất liệu nó làm bằng cao su non nha đây. Có nghĩa là mình bóp nó mềm mại ha, nó rất là dai ha. Đây, nó có thể bẻ qua bẻ lại vẫn được dẻo ha. Đế dưới này thì thảm cỏ nha anh em, chân ở trong này, chân này bằng thép nha anh em. Con này là cái mẫu con gà đang mới nổi lên thôi. Con này nhìn thì nó hiền ha. Con này thì chuyên trị gà bể nha anh em. Thì mẫu này là mẫu cánh khép, có nghĩa là nó đứng nó khép đẹp vào. Đó, nhìn nó hiền nhất trong bầy ha. Tiếp theo thì con này cũng vậy, con này đầu nó vẫn giống con này và cánh nó vẫn khép vào nha anh em. Tiếp theo là một cái mẫu cũng là con hiền, nhưng mà thế con này nó đang dàn cánh ra và con này nó có cánh anh em ha. Em có thể nhìn thấy cánh của nó này, nè. Đó, nè. Đây. Đó, con này là con hiền nhưng mà có cánh nha anh em. Mình nhập về nhiều mẫu để cho anh em nào theo cái sở thích của anh em chọn, tại vì tùy theo vùng miền. Nhiều anh em ở vùng gà bể quá thì anh em hay đòi hỏi cái con đó là nó phải hiền, nó không có hung. Hôm nay mình về một lô đây và anh em đòi phải con hiền, nó phải có cánh nữa. Đó, thì con này là cái con có cánh đây. Anh em hay nhắn qua Zalo cho mình hay hỏi vậy, thì là mình về một cái mẫu mới đây. Rồi, tiếp theo con này cũng vậy, con này cũng có cánh luôn và đang đứng cái thế hiền. Cái thế này như kiểu là ta lay mày vào mày đánh đi á, nhìn nó không có hung ha. Và con này thì mẫu cũng giống con này, nhưng mà cái con này thì nhìn nó to hơn một tí. Thì tất cả những mẫu này đều là mẫu sám đen lưng đồng, gà hiền nha anh em. Em nào có đặt hàng mà thích gọi gà này thì cứ nói mẫu gà hiền có cánh thì mình sẽ gửi ha, mẫu này nha. Rồi, tiếp theo gà hung hơn là con gà này. Đấy, anh em nhìn này. Đây, con gà này thì nó hung hơn. Cái cổ của nó đang sùng lên, đang tục anh em. Cái tục thì nó sẽ cọc xuống tọc, nhưng mà cái thế này là không phải đang cúm núm rồi nè. Cái này là đang tọc á. Tọc, 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 tọc. Cúm núm. Đó, thì cái nó tiếng là thế là thế, con gà đang tọc anh em ha. Thì con này đi mưa nắng thì ok nha anh em. Không bị thấm nước ha, không bị phai màu nha. Tiếp theo con này cũng vậy. Con này cũng là con đang tọc luôn và cái thế nó đứng rất là cao dạng. Đây anh em quay đi cao cho anh em xem. Anh em xem đây. Cái tay của mình là 20. Đó, tầm gần 40 cm nha anh em. Nhìn nè. Đó, tầm gần 40 cm, chân cao, gà cao. Thì cái mẫu này anh em mà đánh ở lúa mà mới lên hoặc lúa xạ thì nó lò nửa con gà lên cỡ này là đánh rất là tuyệt vời nha. Con gà ngồi nó thấy là nó phi về là cực kỳ nhanh luôn ha. Anh em nào thích gà sung thì lấy những mẫu này ha. Đây mình để ra từng con ở cái nhà, mình quay cho anh em xem đây. Lui ra ha. Lui ra nè. Đó, cho anh em chọn luôn. Đây. Đó. Nhà mình nuôi gà khá nhiều. Gà toàn gà ngoại không ạ. Mà nuôi này thì không sợ chết nha anh em. Nuôi gà này cũng không tốn thức ăn luôn. Đó, nhưng mà vẫn bẫy rất ok nha. Anh em nào mà thích đầu tư thì đầu tư cái loại này là tuyệt vời luôn á. Hợp lý luôn ha. Rồi, cảm ơn anh em theo dõi video nha. Chúc anh em ngày mới vui vẻ ha. Bye bye.